Minh Toàn xin trân trọng đến chào các anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại bãi biển Sầm Sơn ở Thanh Hóa. Và đây là khoảng tầm 7 giờ sáng. 7 giờ sáng tại bãi biển Thanh Hóa anh chị và các bạn ạ. À. Tại bãi biển Thanh Hóa thì vào buổi sáng thì các khách du lịch cũng như là các gia đình đi du lịch là chúng ta cũng về đấy tắm biển rất là đông vào buổi sáng. Buổi chiều thì còn đông hơn rất là nhiều. Hầu như buổi chiều các những ngày nắng nóng như này thì ở bãi biển Thanh Sơn này thì nó không còn chỗ mà chen, trừ những người mà ra xa một chút chứ còn tắm bên trong là rất là đông. Và ở đây Minh Toàn có phát hiện một cái tháp được xây bằng cát rất là đẹp. Đây, được cầu kỳ xây bằng cát rất là đẹp. Em mời anh chị và bạn chúng ta hãy ngắm nhìn cát này. Wow, rất đẹp luôn ha. Đấy. Bây giờ đúng là lần đầu tiên mà Minh Toàn được nhìn thấy một cái bãi cát nhìn đẹp như này đấy. Không phải bãi cát mà là Minh Toàn lần đầu tiên được nhìn thấy một cái lâu đài, coi như lâu đài và hoàng cung gì đấy được xây dựng bằng cát rất là đẹp. Để chúng ta đi vào gần xem thử nó là làm như thế nào mà được lại xây được cao như này. Wow. Kỳ công, nghệ thuật đấy nhỉ. Đây là nghệ thuật luôn. Đấy, có cặp bậc thang, thang lên lâu đài. Đấy, phía đấy là phía sau. Kỳ công phết. Wow. Cả đây nữa này. À, đây, không biết là người ta làm như thế nào được không? À, có cái thanh này để nó giữ, nhưng mà làm được, nó cứng được, chứ còn cát không thì là không ấy được. Cát không điểm sao sẽ cao được như thế này nhỉ? Yeah. Cái này có được hết một ngày không anh? Nắng to là nó tàn nhanh. À, đường khô cát đấy nhỉ? Đắp cái này anh đắp mất lâu không? 2 tiếng à? Anh khéo tay nhỉ? Đây là anh nghệ nhân anh đắp cái này rất là đẹp luôn. Wow, thật là một bàn tay khéo léo. Nhưng mà từ giờ đến trưa cái lúc mà ánh nắng lên nhiều thì chắc là cát khô thì phải đắp lại đó. Bởi vì bây giờ đang ướt ướt thì nó còn được lâu, chứ còn cát khô thì sợ nó nứt ra. Nếu mà như một cái tòa lâu đài luôn, như đi vào một cái như kiểu chuyện cổ tích trong phim ấy, phim viễn tưởng ấy nhỉ. Nghệ nhân kia chị kìa. Đấy.
anh cầm máy từ trên là bao tiền á? Thế này là anh nghệ nhân này mất đi phải 2 tiếng, trên dưới 2 tiếng để anh tạo. Quá là đẹp luôn. Nếu mà ai vào đây mà đứng chụp ảnh là 5.000 một kiểu. Một kiểu mà mình chụp mãi là một kiểu ưng ý ấy. Nhờ. Anh ơi, anh chụp cho em bao giờ một kiểu. Tại vì là chụp biết được bao giờ kiểu là nghe. Chụp cho em thử một kiểu cam thường một tí. Đứng ở đây đẹp hay là không nhỉ? Đứng đứng đấy trước anh chị. À, từ từ chị nha. Nào tươi lên chị nào. Rồi tao kiểu khác đi. Chờ em một tí. Để cho em đứng thử một kiểu. Đùi mình to quá nhiều. Tươi lên nào. À. Rất là xinh gái luôn. Thầy, em sẽ đi cái đồ chụp áo đi. Nào tươi lên nào. Từ từ nha. Rồi. Rất là đẹp. Mỗi kiểu ảnh là 5.000. Đấy, đi tắm lên. Buổi sáng ở đây tắm đông phết. Nhưng mà ở đây không đông bằng bãi cháy. Bãi cháy thì đông hơn. Bãi cháy vào tầm sáng sớm đông lắm. Thôi Minh Toàn xin phép dừng cái video này ở đây.
cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Nếu anh chị và các bạn muốn xem những cái video thú vị, có thể là hiểu trong học hoặc ghép hoặc theo hiểu theo nghĩa đen, thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy theo dõi các video, mà để theo dõi các video thú vị miễn phí thì anh chị chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được xem các video khi mỗi khi mà kênh có những video mới thú vị anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.